lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thì thành tựu nhuần nhuyễn nghiệp thân ngữ ý dễ thương dễ mến đối với các hữu tình tâm không vướng mắc này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thì thường xuyên thành tựu từ bi hỷ xả vân vân khởi nghiệp thân ngữ ý tương ưng này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thì quyết định không ở chung với năm cái là tham dục sân nhuế hôn trầm thủy miên trạo cử ác tác nghi này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thì tất cả thùy miên đều đã phá hết, tất cả sự trói buộc của tùy phiền não đều vĩnh viễn chẳng thể hiện khỏi được này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thì vào ra qua lại tâm chẳng mê lầm luôn luôn an trụ tránh niệm tránh chi cử chỉ oai nghi đi đứng nằm ngồi cất bước hạ bước cũng lại như thế đi đến nơi nào đều nhìn xuống đất an tường hệ niệm, thẳng đường mà đi, cử động nói năng đều không vội vàng thô tháo. Này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thì các đồ dùng như đồ nằm, y phục đều luôn thơm sạch, không hôi hám, cũng không có mồ hôi cấu bẩn, các loại trùng trùng như giận trí vân vân, tâm ưa thanh cao, thân không tật bệnh. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thì thân tâm thanh tịnh, chẳng phải như thân của người thường luôn bị tám vạn bốn ngàn hộ trùng gây hại vì sao vì các bồ tát ấy thiện căn tăng trưởng vượt khỏi thế gian thọ thân hình trong ngoài thanh tịnh nên không có các loại trùng gây hại thân thể thiện căn như thế dần dần tăng trưởng và cứ như vậy thân tâm càng thanh tịnh do nhân duyên này các bồ tát ấy thân tâm kiên cố giống như kim cương chẳng bị nghịch duyên xâm phạm não hại này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì sao mà đại bồ tát ấy thân tâm được thanh tịnh như thế Phật dạy, này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy, các thiện can như thế dần dần tăng trưởng, và cứ như vậy do sức thiện căn mà thân tâm dua nịnh quanh co được trừ diệt cho đến tận cùng đời vị lai rốt ráo chẳng khởi lên do đó mà được thân tâm thanh tịnh